Em chào anh em nha, em tên là Sinh, em thì chuyên giao lưu đồng hồ của Nhật nha anh em. Hôm nay thì xin giới thiệu anh em là con đồng hồ Seiko nha. Đồng hồ Seiko cổ, con này là sử dụng là code 30 ngày anh em. Đây. Nói thì trước tiên xin giới thiệu kích thước, nó là ngang là 24, cao là 42 nha. Hình thức con này là còn là tương đối mới luôn. Đó. Nói chung là hình thức còn tương đối mới theo thời gian nha. Thì con này cũng tuổi đời cũng mấy mươi năm rồi. Nhưng mà hình thức còn rất là đẹp nha anh chị em. Đây nó có những cái vết xước thôi chứ không phải là mẻ thịt nha. Đó. Đây. Đó. Đó. Cái màu nhìn rất là đẹp. Đó. Con này cái màu nhìn rất là hay nha. Kiểu anh chị em đã chơi nhiều con này cũng biết cái này là kiểu cái gỗ kiểu như da rắn, có những cái sọc nhìn rất là hay. Nhìn nó kiểu cổ cổ nha. Đó. Này. Thì dưới đây cái mặt kính nó có cái hoa văn này nữa ha. Đó, trong bên trong là con lắc. Đó, thì cái mặt số đây. Đó, đây là hai cái code, đây là code giờ nha. Đây là code báo báo giờ. Đó. Này kính là kính mo luôn nha anh chị em. Con này kính mo luôn. Này hình thức còn là tương đối đẹp. Đó. Đây xin quay bên hông cho anh em xem. À, xin nhắc lại kích thước là ngang là 24, cao là 42 nha. Đó. Thì tiếp theo xin đó bên trong nữa đây nha, nên cho mình thích con này là còn là rất là đẹp nha. Đây là cái chìa khóa của nó, chìa khóa kiểu như là đồng rất là đẹp nha. Này kiểu như là đồng không biết chất liệu nó bằng gì, nhưng mà cái tuổi đời cũng lâu rồi nhưng cái màu còn rất là cổ nha. Đó, còn giữ nguyên cái màu luôn. Đây. Đó. Thì xin test cái chuông đó cho anh xin nghe thử. Đó, tức là nửa tiếng là nó gõ một lần. Tiếng là gõ. Không. Nửa tiếng gõ một lần, một tiếng gõ một lần tương ứng với số giờ nha. Đây thì mình test bằng lại cho mình nghe thử. Đó. Đó. Thì xin giới thiệu là kích thước là ngang là 24, cao là 42 nha. Hình thức là còn là tương đối mới luôn. Nên xin con này sử dụng code 30 ngày. Xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ của Seiko để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào.